Tôi phải nói thật với các bạn. Tôi đang rất cay các bạn. Tôi đang rất cay luôn. Mình có cảm giác như ông này, ông ấy, tức là ông ấy cảm giác như ông ấy cố tình để cho đội tuyển Việt Nam thua ấy các bạn. Tôi nói thật với các bạn luôn là chúng ta, tôi nghĩ rằng ông ấy nên từ chức. Thật sự với các bạn luôn là một cái sự uất ức, một cái sự ức chế, nó không biết phải nói như nào nữa. Đành rằng là ok, chúng ta nhập cuộc với những con người mới rồi. Nhưng mà các bạn biết cái vấn đề lớn nhất là gì không? Vấn đề lớn nhất là cái nhận định về đối thủ, cách tiếp cận, rồi vận hành lối chơi. Tôi không hiểu các cầu thủ tập luyện cái gì trong những buổi tập của ông này, của ông Chu Dê luôn. Tôi không thể hiểu nổi các bạn ạ. Và cái việc ông ấy không cho Quang Hải vào nó gần như là một cái giọt nước tràn ly. Không một phút nào Quang Hải được thi đấu trong hai trận đấu. Thay Minh Trọng trong một thời điểm chúng ta cần bàn thắng. Tôi không hiểu nổi luôn các bạn ạ. Kiểu bị ức chế ấy. Tôi có cảm giác như ông này, ông ấy muốn, ông ấy cố tình như thế để ông ấy gọi là thi gan với cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thi gan với chúng ta xem là tôi đúng hay các bạn đúng, và nếu như tôi đúng thì ok chúng ta thắng, tôi đúng, còn nếu mà tôi sai gì thì các bạn cũng chẳng được thiệt, à các bạn cũng chẳng được lợi vì các bạn đã bị loại. Tức là mình cảm giác như ông này ông cố tình làm điều này các bạn ạ, cố tình luôn ấy. Tôi không thể tin được một cầu thủ như Quang Hải lại không được vào sân trong trận đấu này. Tôi có cảm giác như ông này, ông ấy cố tình để khiến cho Việt Nam thua. Một lần nữa tôi xin lạy ông ấy. Lạy, lạy, lạy luôn ấy. Tôi không thể tưởng tượng được một huấn luyện viên mà chúng ta bỏ 1,5 tỷ một tháng để thuê mà ông ấy đưa bóng đá Việt Nam đi từ cái tồi tệ này đến tồi tệ khác như thế. Tôi thật với các bạn, ông này nhá, mà trả 100 triệu một tháng tôi đã thấy gọi là quá thừa thãi rồi. Số tiền ông ấy nhận là hơn 1 tỷ một tháng. Làm ơn, tôi xin ông ngay sau trận đấu này hãy từ chức để cho chúng tôi có một người mới. Chúng tôi không để đủ tiền để đền bù ông. Chúng tôi không đủ tiền để kiên nhẫn hơn nữa. Và chỉ có cách là ông từ chức thì chúng tôi còn còn giữ lại một chút tôn trọng. Chứ còn bây giờ nói thật với ông là ông ở đây thêm đến tháng 6, sau đó là ông bị loại, thì tôi sợ rằng khi ông ra ngoài đường ấy là ăn rất nhiều gạch, ăn rất nhiều những quả trứng thối. Và có một vấn đề lớn nhất là không ai đi xem cả các bạn ạ. Ông Chu Dê ạ, ông nên cúi đầu nhận lỗi các bạn ạ, ông nên cúi đầu và nhận lỗi. Tôi nói thật với các bạn là thất vọng một cách tuyệt đối luôn. Hai mươi năm trước đội tuyển chúng ta đã từng thua 0-3 và huấn luyện viên Tavares đã từ chức. Tôi nghĩ rằng chu kỳ 20 năm đã lặp lại. Lặp lại. Và tốt nhất ấy, tốt nhất ấy là bây giờ cầu thủ ông gọi lên tuyển không lên nữa. Không lên nữa các bạn. Có một cách là như có một cách để khiến ông không dẫn dắt được, tức là cầu thủ lên tuyển không lên nữa. Bố mày đéo lên nữa luôn. Các bạn hiểu không? Tức là mình kiểu mình không thể tưởng tượng được. Nó lại có một cái. Tôi đang cố gắng để đi tìm sự giải thích cho chính một cái gọi là cái sự hiểu biết bóng đá trong tôi. Các bạn ạ. Tại sao trong một trận đấu chúng ta cần bàn thắng như thế, thua 0-2
mà chúng ta không đẩy cao đội hình, không tung những con người tấn công vào sân. Tôi không thể hiểu được tại sao Quang Hải không được vào sân một phút nào. Trời ơi, hãy giải thích cho tôi được không? Hay là có một cái giả thiết là ông này ông ấy cá độ nhỉ các bạn nhỉ? Ông ấy là huấn luyện viên, sao ông ấy kiểu cuối cuối những năm cuối đời, ông ấy là 70 tuổi rồi, ông ấy cá độ bóng đá, ông ấy cá luôn là Việt Nam sẽ thua. Sau ông ấy tung người vào chán chán để ông ăn một mớ xong ông ấy té. Các bạn nghĩ sao? Tức là thời điểm này là ông đang đi kiếm tiền đấy. Tức ông ấy xác định là thôi đây là cũng mấy năm cuối rồi. À, thì tôi xin phép được là đi kiếm tiền. Là tôi qua háng các bạn phát này, xong rồi tôi lại tiếp tục tôi đánh bóng cá độ enter đúng không, xong đầu tôi không cho Quang Hải vào đây à, tôi cứ làm thế đây à, các bạn làm gì tôi nào, các bạn đuổi tôi lại được tiền, các bạn sa thải tôi lại được tiền đúng không, biết đâu lại sự thật đấy, biết đâu mấy ông này ông định tà lừa mình đấy. Tôi thề với các bạn luôn là nếu mà để giải thích hợp lý nhất chỉ có cách đấy thôi, bởi vì không có một cái huấn luyện viên ngớ ngẩn nào lại làm như thế cả, khi mà chúng ta đang cần bàn thắng thua 0-2 lại tung Minh Trọng vào thay Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang là một cầu thủ tấn công, xong mình không thể tưởng tượng được vẫn dùng Phan Xuân Tài. Tôi thề bạn luôn, tôi không tưởng tượng được tại sao Ngô Thành Trung ở đấy, tại sao một quả phạt góc chúng ta lại thua mà không có Thành Trung ở đấy. Tôi nghĩ rằng bây giờ ông ấy đang hốt bạc đấy các bạn ạ, trông mặt buồn đấy thôi nhưng tôi nghĩ đang hốt bạc đấy. Hốt bạc ở đây là gì, là ông ấy đá cá độ ông ấy thắng. Thứ hai là bây giờ nhá, khi mà chúng ta sự thi gan của chúng ta mà thua ông ấy là chúng ta sa thải ông ấy được 40 tỷ, tức là vụ này ông ấy thắng to luôn và ông ấy khiến cho nền bóng đá Việt Nam đi xuống. Thực ra điều này đối với ông cũng chả sao, đối với cá nhân ông cũng không sao, CV ông không đẹp ông chả chết đúng không, nhưng mà bóng đá chúng ta đi xuống, nền bóng đá của Việt Nam đi xuống. Trước đây ông đã từng làm điều này với bóng đá Trung Quốc rồi, với bóng đá Nam Phi rồi. Tức là sau lần của Nhật ấy, là gần như ông này ông lấy CV của ông ấy đi đi lòe anh em, đi lòe các quốc gia. Các bạn ạ, đời thủ ở nhà ai mà đá trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sân nhà 20 năm chưa thua Indo, bây giờ thua 0-3, cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam là Quang Hải không được vào sân một phút nào. Mà vẫn còn được ở đây được. Tôi nghĩ hiệp 1 ông phải từ chức luôn. Tôi lên trên Facebook ấy, tôi nói luôn hiệp 1 phải từ chức. Tôi cũng nói luôn là Quang Hải tốt nhất là không nên mời ông này đi ăn cưới. Quang Hải mời tôi đi ăn cưới. Nói thật bạn thế, Quang Hải mời tôi đi ăn cưới. Đây tôi cho các bạn xem mời thêm một hiệp cưới Quang Hải luôn. Tôi mời tôi đi ăn cưới, tôi nghĩ rằng là ông không nên, ông Quang Hải không nên mời. Không nên mời ông này. Đây, lấy tôi thiệp cưới của Quang Hải mời tôi đây. Tôi không nói điêu các bạn luôn. Zoom các bạn xem tí. Đây Quang Hải, thì tôi nghĩ rằng ấy, đây anh Tết Trần đúng không, mời anh Tết Trần đến tham dự đám cưới của Quang Hải và Chu Hiền ngày 6 tháng 4. Tôi nghĩ rằng ông này Quang Hải không nên mời anh Quang Hải. Nếu mà em xem cực livestream của anh nói luôn không nên mời ông này đi ăn cưới, ông này quá bẩn luôn. Ông ấy biết sắp đám cưới của em rồi, ông biết sắp đám cưới của em mà ông ấy không mời ông, em không cho ông không cho em vào đá. Ông ấy ăn độ ông ạ, em ạ, anh thề em luôn, anh cay. Ông ấy biết sắp đám cưới của em, ít ra ông phải cho em vào để em ít, gọi là có một trận đấu cố gắng, biết đâu có một bàn thắng một pha kiến tạo cũng là một cái món quà trong ngày cưới. Ông ấy tham tiền ông ạ, em ạ, thề luôn, không thể tưởng tượng được, không thể chịu nổi các bạn ạ, không thể chịu nổi. Mẹ tôi là một người gọi là làm thư viện bao nhiêu năm nay, cũng rất là một người bình tĩnh. Bố tôi cũng thế, là một người gọi là cũng tri thức, tất cả mọi người đều rất tri thức, nhưng mà thực sự các bạn hôm nay phải thốt ra những lời rất miệt thị huấn luyện viên Philippe Douzé, bởi vì không thể tưởng tượng được một cái con người nó bảo thủ một cách kinh tởm. Tôi phải dùng từ kinh tởm các bạn ạ. Nếu như không phải ông này cá độ thì ông này bị điên ông ạ, các bạn ạ. Nếu như ông này không phải cá độ thì ông này chắc bị có vấn đề về đầu óc thì ông ấy mới làm như thế. Không thì chỉ đổ tại kém thôi, mà cái đổ tại kém thì ai chẳng nhìn thấy là kém. Tức là mình đang cố gắng để tìm một cái lý do giải thích cho việc là tại sao ông ấy làm như thế, thì kém là cái vế dễ dễ nhất rồi.
ông này kém thì đương nhiên, mà đã kém tốt nhất nên sa thải và nên gọi là từ chức, nên chia tay nhau. Tôi xin làm một cái vote theo ạ. Huấn luyện viên gọi là ông chủ dê đi, tôi cũng không dùng từ huấn luyện viên, ông này không phải huấn luyện viên đâu, ông này gọi là đất ơ chủ dê, có nên từ chức được chưa? À chứ nhầm, là tôi phải bấm cuộc thăm dò ý kiến ạ. Từ chức luôn và ngay. Đừng từ chức để bị để chửi nốt đã, cay thật thế. Tôi đưa ra ba lựa chọn, anh em chọn đi. Hiện tại đang có 11.000 người chơi kênh chat, nhờ anh em bấm một nút like cho tôi đỡ buồn cái. Bây giờ cay quá, cay tôi hết mồ hôi này, thề luôn, cay 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 ức chế luôn đấy. Tôi kiểu bị ức chế ấy các bạn, xem trận đấu mà nó thể hiện sự ức chế, thể hiện sự gọi là bực mình, thể hiện sự thất vọng, thể hiện gọi là rất nhiều những cái cảm xúc mà thực sự các bạn, là trong quá trình làm nghề của tôi chưa có một cái cảm giác nào như một cái cảm giác kinh khủng như này. Ví dụ như các trận đấu mà đã từng có của bóng đá Việt Nam ấy, chúng ta thua nhưng mà cái thế trận chúng ta cố gắng, chúng ta có lối chơi, chúng ta có nhiều cơ hội, nhưng mà cái kiểu thua này là kiểu thua mà nó không có một cái cửa gì, trong khi đấy con người của chúng ta toàn những người đang rất hay, toàn những người đang ở đỉnh cao phong độ, không hiểu tại sao quả Hoàng Đức, cả Quang Hải, rồi bao nhiêu người cầu thủ chơi hay như thế ông không sử dụng, ông tung toàn những cái người, thề với bạn luôn, hôm nay mà ai ai gọi là nhận kèo Việt Nam thì tôi nói thật với bạn, chắc là muốn giết ông Chu Dê luôn mất, ức chế kinh khủng luôn. Chán vãi. Tôi nghĩ bây giờ huấn luyện viên Philippe Tuzier từ chức cũng không thể nào mà thỏa được, thỏa được gọi là cái cơn giận của người Việt Nam đâu. Tôi tin rằng là như thế. Bởi vì là nó kiểu nó là một cái sự, bởi vì vấn đề là bây giờ là thua xong rồi là bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ phải làm lại từ 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 rất 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 lâu nữa. Các bạn phải biết là khi mà chúng ta bị loại khỏi vòng loại thứ hai ấy, đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ phải đá rất nhiều trận sơ loại. Tất cả các trận đấu ất ơ khác để có thể đến được một cái vòng này. Các bạn phải hiểu như thế, tức là chúng ta phải làm lại rất lâu nữa. Rất nhiều, tôi nghĩ là 2026 là loại là chắc chắn rồi. Đừng có mơ. Thứ hai là trận vòng loại World Cup 2030, tôi nói thật với các bạn là phải gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Cái cửa của chúng ta bây giờ chỉ có gặp Hàn, Nhật, Úc, Ả Rập Xê Út các kiểu. Tôi nói thật với các bạn, bây giờ trên Facebook ấy chỉ có mà từ trước thôi. Tôi bảo vệ quan điểm của tôi là biết biết bây giờ không? Quang Hải không mời cưới các bạn ạ. Quang Hải đừng mời cưới, đừng mời cưới huấn luyện viên Philippe Troisier. Bởi vì ông này chắc chắn là ông ấy được mời. Ông ấy được mời. Và bố này là ăn tiền. Và bởi vì ông này rất sợ là Quang Hải đang chuẩn bị đám cưới mà. Xong đầu là vào phát là phải cố gắng đá để có ngày ăn cưới vui. Thành ra là bố này là rất sợ Quang Hải vào đá hay. Bố này là khả năng cá độ rồi. Bố vào bố ấy gọi là cá độ làm tí. Thế là bố ấy không cho Quang Hải vào, bố cho Minh Trọng vào. Thực ra các bạn biết vấn đề lớn nhất là gì không? Vấn đề lớn nhất là cái cách tiếp cận trận đấu là một. Thứ hai là cách cách gọi là huấn luyện của ông này. Tôi nói thật với các bạn là tôi chả hiểu cái kiểm soát bóng kiểu gì của bố này ở đâu. Kiểm soát bóng kiểu gì mà ở sân nhà. Này nói thật nhá, kiểm soát bóng ở phần sân nhà nhá, huấn luyện viên Việt Nam làm giỏi hơn. Tôi nói với các bạn luôn, các bạn cứ xem anh chú huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng một thời, kiểm soát bóng sân nhà thì đừng có hỏi luôn. Nhưng mà quan trọng cũng phải vị huấn luyện viên đến với Việt Nam mà phải tấn công được. Thế mà hôm trước huấn luyện viên Park Hang-seo đăng cái lên trên Facebook thì không, anh em không bảo ông Park đến cứu 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 đội bóng, chứ cứ như cái bố Chu Dê này thì đúng là đến ạ luôn, đến lạy luôn, quỳ luôn. Tôi hôm trước tôi lạy rồi, tôi lạy phát nữa. Huấn luyện viên Philippe Tuzé, nếu như xem livestream này của tôi, hãy nhận của tôi thêm một lạy nữa. Và tôi xin thưa với ông, bây giờ xin mời ông biến. Biến luôn. Biến.
hay ở Việt Nam mình nó gọi từ hơi chợ một tí là cút cút luôn. Không thể, tôi không thể nghĩ là ông không nên ở đây nữa. Tôi nghĩ rằng ngày mai ấy, nếu mà ông đi ăn sáng ấy, mà ông gọi là cố tình đi ăn sáng ở một quán nào đấy ở ngoài, tôi sợ là ông ăn quả trứng thối vào người, ông ăn quả gạch vào người mất. Bởi vì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam tụt hậu 5 năm, chúng ta đã mất 5 năm để gây dựng lên một cái vị thế. Nhưng mà nhờ có ông là bóng đá Việt Nam của chúng tôi đã trở về thời kỳ đầu đá, trở về thời kỳ mà thua Indo 0-3 thì tôi thật với các bạn luôn. Tức là bóng đá Việt Nam là ở trong vùng Đông Nam Á. Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá thế giới. Mà tôi nói thật với các bạn, thua Indo 0-3 tức là trũng của trũng, tức là nó ở đáy luôn. Indo thắng Việt Nam 0-3 thì khác gì Việt Nam cầm ngang hàng với Lào, với cả Campuchia, với cả Brunei. Mà tôi nói thật nhá, nếu như mà dẫn dắt kiểu này nhá, gặp Lào cả Campuchia khéo vẫn bị đánh, không khéo vẫn bị đánh hỏng người luôn. Không có một cái vị gì cả các bạn ạ. Khổ thân các cầu thủ, tôi thật bạn, khổ thân các cầu thủ luôn. Các cầu thủ của chúng ta đều là những cầu thủ rất hay. Nhưng mà hôm nay nhìn họ khổ quá, thương quá. Nguyễn Philip đẳng cấp như thế, vào lưới nhặt bóng 3 lần, 4 trận, 5 trận khoác áo đội tuyển, thua cả năm. Các bạn ạ, Bùi Hoàng Việt Anh hay như thế cũng phải lắc đầu ngao ngán. Quang Hải hay như thế không được vào sân. Tiến Linh hay như thế thì tịt ngòi. Xong lại rút Văn Thanh ra. Văn Thanh, tôi mà là Văn Thanh tôi chạy ra, tôi chỗ ban huấn luyện ông Chu Dê tôi nắm nắm cổ áo. Tôi bảo ông bị điên à? Ông cho tôi ra làm cái gì? Tôi thề các bạn, tôi không thể tưởng tượng và tôi không thể chịu nổi. Hôm nay nếu như mà để giải thích thì có thể chỉ có thể là ông Tu Di ông đánh bóng thôi. Ông ấy cá độ bóng đá các bạn ạ. Thế thôi, tôi chỉ nghĩ là ông ấy là cá độ bóng đá. Ông ấy cá Việt Nam thua. Xong rồi ông ấy vừa được tiền mà ông ấy đang gọi là cố gắng để làm sao cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ sa thải mình. Bởi vì khi sa thải ông lại nhận thêm một cục nữa. Và sau đó ông ấy cút về nước thì ông ấy sẽ được là cả tiền cá độ lẫn cả tiền gọi là tiền đền bù hợp đồng, và người Việt Nam mình có chửi ông ấy mãi đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được cả các bạn ạ. Vấn đề nó nằm ở điểm đấy. Điều này đã từng xảy ra với bóng đá Nam Phi, bóng đá Trung Quốc thời ông này ông còn đến, ông làm điều thế rồi, ông có vấn đề gì đâu. Ông vẫn bảo thủ mà, người ta nói ông này là ông gàn dở, đội trưởng đội tuyển Nam Phi bóng nói ông này là một huấn luyện viên gàn dở, rồi bóng đá Trung Quốc cũng không thể chịu nổi ông này. Tốt nhất là nên đi luôn các bạn ạ. Chứ tôi nói với các bạn là sau ngày hôm nay thì đừng đừng ai bảo tôi bảo vệ, đừng ai bảo tôi bênh ông Chu Dê một lần nào nữa. Tôi không thể nuốt nổi, tôi không thể nào mà chịu đựng nổi các bạn ạ. Ức chế các bạn, ức chế các bạn thấy ức chế không? Không có một sự thay đổi ở phía Quang Hải. Thể hiểu nổi luôn, thể chịu được đựng được luôn. Ngày mai nhá, đề nghị anh em nào bán ăn sáng ở gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhá, thấy ông Chu Dê không tiếp với tôi các bạn ạ. Ai bán ăn sáng ở gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hay ai có người nhà bán ăn sáng ở gần gần khu vực Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì các bạn đừng tiếp với tôi. Ông Chu Dê là ông ấy ở trong khu liên đoàn đấy, ông ở cái nhà của chuyên gia đấy các bạn ạ. Các bạn đừng tiếp, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối không tiếp, để cho ông này ông tự nghỉ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam không phục vụ nữa, không phục vụ ăn trưa, không phục vụ đi lại, đừng tiếp nữa, tự nghỉ, tự từ chức các bạn ạ. Và cầu thủ Việt Nam ấy, ông này gọi lên tuyển không lên nữa, không lên nữa, bởi vì lên tội lắm. Thua mấy cái đội này, ví dụ tôi thật bạn đây thua Indo mấy bữa nữa tháng 6 mà ông cũng vẫn còn làm, ông thua cả Philippines nữa thì thôi là các bạn là nhục nhã luôn. Philippines đá trên sân Mỹ Đình đấy, các bạn có định đi xem không? Tôi nghĩ là cầu thủ Việt Nam không nên lên tuyển nữa. Mọi hàng quán, mọi quán cà phê, ông ạ, các bạn ạ, là không nên tiếp ông này một lần nào nữa. Ông này đến đâu cũng không nên tiếp, ăn sáng cũng nghỉ, cà phê cũng không không tiếp, ăn tối cũng đóng. Ai tức là ở đây treo biển là không tiếp huấn luyện viên Trujillo, thế thôi. Các bạn tôi nghĩ là nên làm thế, bởi vì ông này lên đi luôn khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì ông này ông ấy gọi là
Ông ấy khiến cho chúng ta tủi hổ các bạn ạ. Ông ấy khiến cho người Việt Nam chúng ta tủi hổ trước Indo. Quang Hải ôm mặt, và tôi nghĩ rằng Quang Hải rất tủi hổ, bởi vì Quang Hải phong phong hỏa phong độ Quang Hải đang phong độ rất tốt. Bảo ví dụ Quang Hải phong độ không tốt mình còn giải thích được. Nhưng mà ở một trận đấu chúng ta đang thua 0-2, xin được nhắc lại chúng ta thua 0-2 và Quang Hải vẫn không được vào sân, và một hậu vệ vào thay một tiền vệ cánh. Trời ơi. Tôi chưa bao giờ tôi tưởng tượng được lại có một cái huấn luyện viên nào lại làm như thế các bạn ạ. Tôi không thể tưởng tượng được. Đây là tôi rất yêu nước, tôi rất yêu lá cờ trên ngực áo, tôi mới làm điều này. Còn nếu như mà tôi không làm điều gì, tôi không yêu đất nước, tôi không yêu đội tuyển, thì tôi sẽ không bao giờ tôi làm điều này. Tôi đang chờ những cái thông tin trong phòng họp báo đây, các bạn cứ bình tĩnh. Tôi xem trong phòng họp báo hôm nay có từ chức không. Bây giờ chuẩn bị vào họp báo rồi. Hôm nay tôi ra sân và tôi về sớm. Cổ động viên đánh nhau rồi. Đã có những hình ảnh cổ động viên đánh nhau đổ máu cho trận gặp Indonesia rồi. Rồi. Các bạn thấy chưa? Cổ động viên chúng ta khổ không? Quá đủ rồi. Tôi đang xem họp báo đây. Ông phát biểu đi. Ông nói đi. Tôi lắng nghe xem ông. Nói thật nhá, hôm nay mà ông ấy vẫn nói là cái gì? Tôi thấy lạc quan sau trận đấu này. Chúng tôi đã thấy nhiều điểm tích cực. Tinh thần thi đấu toàn đội rất đáng khen ngợi và không bỏ cuộc. Tuyệt vời! À, nếu như mà nếu như mà huấn luyện viên Philippe Coutinho mà nói thế đấy, thì nói thật với các bạn đấy, tôi cũng đến lạy luôn đấy. Nếu như bây giờ tôi hỏi các bạn nhé, nếu như bây giờ trong phòng họp báo huấn luyện viên Philippe Coutinho phát biểu là tôi rất lạc quan vào trận đấu này thì các bạn nghĩ sao? Không thể tưởng tượng được. Các bạn nghĩ đi. Nếu như chúng ta, nếu như mà đội tuyển Việt Nam thua như thế này rồi, trong phòng họp báo huấn luyện viên Philippe Coutinho vẫn nói là tôi rất lạc quan sau trận đấu này, thì các bạn nghĩ sao? Ôi giời ơi. Thực sự với bạn là nếu mà đủ của sĩ diện thì lên từ chức. Nếu nên từ chức. Và dấu chấm hết rồi. Trên khắp các diễn đàn bây giờ toàn là đòi từ chức thôi. Thực ra nếu mà bây giờ chúng ta nói về một chút về mặt chiến thuật nhá. Anh em phân tích mặt chiến thuật chút. Thứ nhất, ngay khi mà có đội xuất phát tôi đã bảo là lo lắng ở vị trí Phan Tuấn Tài. Nếu như ở đó là vị trí của Thành Trung. À không, nếu như ở đó là vị trí của Bùi Tiến Dũng sang ở chỗ Phan Tuấn Tài ấy, sau đó là Thành Trung vào đấy thì không sẽ không thua phạt góc. Vì cầu thủ chúng ta có kinh nghiệm. Chúng ta có khả năng chơi vị trí vì Phan Tuấn Tài có thể chơi chân tốt, nhưng mà vấn đề Phan Tuấn Tài là kinh nghiệm của một trung vệ là không có. Thành ra là thua cái bàn đấy. Sau đấy là cái pha xuống 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 biên của cầu thủ đấy là vấn đề ở chỗ là khâu tổ chức, là cái cách phòng ngự của huấn luyện viên Philippe Coutinho. Và ông huấn luyện viên Philippe Coutinho không hình dung được Indo lại chơi được như thế, quá chủ quan đấy. Và các bạn thấy là cái sơ đồ đội hình xuất phát thì lệch đúng một người so với cả buổi tập thôi. Thì trước buổi trận đấu tôi đã livestream, tôi đã nói rồi, ông này nếu mà ngớ ngẩn thì làm như thế và lộ toàn bộ chiến thuật thì chắc chắn là người ta sẽ bắt bài rồi, đúng không? Thế còn lại là khi người ta bắt bài được thì chả có gì bất ngờ khi chúng ta bế tắc. Được, chúng ta vẫn có một số những cơ hội, nhưng mà nó không phải là cơ hội đối mặt các bạn ạ. Đẳng cấp cao của đội tuyển Việt Nam nó phải là những cơ hội đối mặt, cơ hội ăn bàn 10-10, chứ còn những cơ hội theo kiểu 50-50 thì nó rất là khó để mà thành bàn thắng. Đấy là sự thật. Và đặc biệt là sau đấy là những pha thay người nữa. Khi mà chúng ta đang Văn Thanh đang bắt đầu nóng máy thì ông thay ra. Tôi thật bạn, lúc đấy là phải thay Quang Hải vào ngay. Quang Hải, Văn Toàn, Đình Bắc vào luôn. Lúc ấy phải vào luôn. Bởi vì thực ra lúc đầu ông đã sai rồi, thành ra rất rất khó để thay người. Nếu mà từ đầu ông ấy biết được là chúng ta cần phải có những cầu thủ kinh nghiệm và cần những cầu thủ tấn công kinh nghiệm ấy, thì ông ấy đã sẽ không lựa chọn Khuất Văn Khang. Ông ấy sẽ không lựa chọn Thái Sơn. Ở đấy ấy, phải là Hùng Dũng, Hoàng Đức, sau đó Quang Hải đá bên trên. Sau đó là
sau đó là bên trên là có Đình Bắc, Văn Toàn đấy, thì nó mới là ổn. Chứ bây giờ các cầu thủ non nớt ở ở trong đấy rồi thì lúc đương nhiên mà khi mà người ta không đủ kinh nghiệm để người ta điều tiết. Các bạn thấy Văn Khang chuyền lỗi nhiều không? Bởi vì cầu thủ ấy là cầu thủ trẻ, người ta chưa có kinh nghiệm, người ta chưa đủ gọi là sức để người ta có thể nào mà hiểu được cái bản chất của trận đấu. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy như sau: huấn luyện viên Philippe Tuzier từ chức là có 8,5 nghìn người bình chọn, 58% chọn là từ chức luôn và ngay, 31% chọn là cút và 9% chọn là đừng từ chức để chửi nốt đã. Thể tưởng tượng được. Xin cảm ơn một bạn đã gọi là tặng gia nhập thành viên và đã tặng cho tôi 52.000. Rất cảm ơn 30.000 người xem, rất cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ lúc này thì hy vọng anh em hãy ủng hộ tôi để tôi xả nốt cơn giận này bằng cách, một là bấm subscribe kênh YouTube này, hai là có thể join vào hội viên của kênh, ba là bấm lượt like của video này để ủng hộ tôi. Hôm nay tôi chửi và tôi sẽ chờ đợi những cái pha phát biểu tôi đọc cho các bạn xem. Hôm nay ekip của Tất TV đang ở trong họp báo rồi, tôi đang chờ những pha phát biểu đây, sắp có rồi, sắp có phần trả lời họp báo rồi. Thường thường thì khi đá trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì đối thủ sẽ là người trả lời trước. Cay thật, tôi bảo vệ quan điểm nhé. Quang Hải không, đừng nên mời ông này ăn cưới. Quang Hải không nên mời ông này ăn cưới. Ông này là ông ấy biết Quang Hải chuẩn bị đám cưới, các bạn hiểu không? Sau đó là ông ấy là sợ Quang Hải vào, ông ấy sợ Quang Hải vào để ghi bàn, bởi vì Quang Hải rất muốn có bàn thắng hoặc là rất muốn có pha kiến tạo. Thành ra là ông này ông ấy đã chót chót gọi là làm tí độ rồi, ông ấy sẽ không 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 cho Quang Hải vào đâu. Cái thế. Huấn luyện viên Chi Tê Giang phát biểu rồi các bạn nhá. Huấn luyện viên Chi Tê Giang chia sẻ trong họp báo sau: Indonesia đã không thắng Việt Nam ở Mỹ Đình 20 năm rồi. Tôi đã nói là thống kê này sẽ bị phá. Việt Nam đã sa sút. Còn tuyển Indonesia hôm nay đã chơi tốt dù thiếu nhiều trụ cột. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Ragnar và Tom hôm nay. Các cầu thủ mới nhập quốc tịch thực ra họ đều là những người gốc gác Indonesia. Chỉ cần là con cháu của người Indonesia thì họ đều có thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia. Đừng phân biệt họ. Đó là những phát biểu đầu tiên của phía Indo. Như vậy là chúng ta đang có những phát biểu đầu tiên của phía Indonesia rồi. Chúng ta hãy chờ đợi thêm những phát biểu. Bây giờ vẫn có những tờ báo lên là cơ hội và kịch bản đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup sau khi để thua Indo, các bạn ạ. Tôi lạy luôn đấy. Đi tiếp cái con khỉ gì nữa. Về mặt lý thuyết thì chúng ta còn, nhưng mà đá kiểu này thì đi cái gì. Bây giờ tố anh em thắng được Iraq với cả gọi là chờ cho Indo người ta thua đấy. Indo người ta đá như này, người ta nuốt Philippines luôn. Nói cho tôi đang chuẩn bị đọc tiếp cho anh em những phát biểu của Indonesia đây. 35.000 anh em đang xem. Chắc đây là một kỷ lục của livestream sau trận rồi. Ức chế một cách thực sự luôn. Bây giờ tôi nghĩ rằng nếu mà có một chuyên gia ngồi đây, tôi sẽ hỏi là tại sao không cho Quang Hải vào sân. Tôi không thể giải thích được. Không giải thích được các bạn. Không thể giải thích nổi. Rồi, tôi đang chờ những phát biểu tiếp theo. Huấn luyện viên Thi Giang đang chia sẻ qua họp báo, chắc là sắp bị chuẩn bị đến ông Chu Diê thôi. Bây giờ ông Chu Diê vào thì tôi mong là có phóng viên đấy hỏi là ông đã định từ chức hay chưa, đúng không? Chẳng có bao giờ thì ông từ chức. Rồi, tài trợ của người hâm mộ xin được cảm ơn bạn Hồ Thanh Nguyễn đã. Chuyện cũng đã rồi, Chu Duyên chắc chắn phải đi nên bình tĩnh anh ạ. À, rồi, bạn Thái Hiền Hà đã ủng hộ 50.000. Rất cảm ơn anh em. Bạn Hồ Thanh Nguyễn mới gia nhập Tech Trần Family. Anh em hãy cùng join vào cái tài trợ của người hâm mộ với cả cái kênh thành viên để chúng tôi đọc cái comment của mọi người. Tiếp tục nhá. Từ ngày làm ở Indonesia, đặc biệt là khoảng thời gian 2 năm đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi xây dựng lại đội.
Hai năm sau đó, tôi nghĩ đã đến lúc tôi thực sự thay đổi lối đá của tuyển Indonesia. Màn trình diễn của đội thời điểm này đã ổn định. Tôi nghĩ Việt Nam không yếu đi. Họ vẫn rất cố gắng, chỉ là không may mắn mà thôi. Những lời phát biểu rất là động viên chúng ta, nhưng mà cũng cay các bạn ạ. Phát biểu như này thì các bạn phải hiểu là ông ấy nói theo kiểu ý của ông ấy là như này. Các bạn cũng hay đấy, nhưng mà tôi hay hơn. Đó, đấy mới là đau. Phát biểu kiểu đấy mới là đau các bạn ạ. Phát biểu kiểu vừa đấm vừa xoa. Rồi, xin chào bạn Đức Chu Văn đã đến với Tết Trần Family. Còn hãy gia nhập Tết Trần Family để chúng tôi đọc được những comment một cách rõ ràng hơn. Bạn Chu Văn Đức đã gia nhập Tết Trần. Chào mừng bạn. Tôi đang chờ đợi những cái comment tiếp theo, à những cái chia sẻ tiếp theo trong họp báo đây. Các bạn hãy cùng chờ đợi nhá. Sắp đến của ông Tu Duê rồi. Ông Tu Duê sẽ vào ngay sau của ông Sinteyong thôi. Mình chờ đợi từ từ trước thế, sắp tôi nghĩ sắp có từ từ trước đấy. Tôi nghĩ là hôm nay ông từ chức đấy. Ông ấy bây giờ tôi nghĩ rằng là nên từ chức luôn 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 luôn. Vào đi anh em, chuẩn bị vào đi. Vào từ chức, vào anh em nghe từ chức tôi đọc cho anh em luôn đấy. Từ chức luôn đi, vào ngay đi. Nhìn thấy hình ảnh Quang Hải ôm đầu thật sự các bạn là buồn. Nó là quá buồn. 36.000 anh em đang xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng từ bây giờ cho đến lúc đội tuyển Việt Nam có huấn luyện viên mới. Rồi, chào chào bạn Chí Vũ đã đến với Tết Trần Family, một thành viên mới của Tết Trần Family. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Động lực của chúng tôi chính là làm các buổi livestream để Tết Trần Family vào và sau đó chúng ta chia sẻ với nhau. Từ bây giờ đến lúc mà huấn luyện viên Du Duy từ chức, tôi sẽ ở đây với các bạn. Tôi sẽ đọc các comment, tôi sẽ đọc các cái chia sẻ vào báo để xem là huấn luyện viên Sinteyong cũng như là huấn luyện viên Philippe Thuzier nói gì. Ông Sinteyong ông có nói cách đây lúc gặp huấn luyện viên Park Hang-seo, các bạn hiểu không? Ông Park Hang-seo ông cho ông Sinteyong này cay cú luôn. Thế mà bây giờ ông gặp ông Thuzier, ông cười như xích lô luôn này. Cay thế. Nếu mà huấn luyện viên Chu Duyê từ chức. Xin chào bạn Dũng Văn nhá, đã đến với Tết Trần Family. Nếu như ông huấn luyện viên Philippe Thuzier này mà ông ấy từ chức ấy, thì tôi nghĩ rằng là bóng đá Việt Nam sẽ cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ về việc là tuyển tuyển ai đến với bóng đá Việt Nam, và liệu có tiếp tục là một người ở khu vực gọi là Đông Bắc Á hay không, là Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là người Việt Nam. Đấy, lúc ấy chúng ta phải ngồi lại với nhau. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia lúc này đang có một số những người, ví dụ như là Lưu Huỳnh Đức, Mai Đức Chung, chú Mai Đức Chung, anh Lưu Huỳnh Đức, hay là Nguyễn Sĩ Hiển, rồi là huấn luyện viên Kim Chi của bóng đá nữ. Số những người đấy thì phải ngồi lại với nhau, bàn nhiều với cả giới chuyên môn để ra được một cái con người cụ thể. Và tiếp tục tôi cập nhật những cái chia sẻ trong phòng báo vẫn chưa có. Tôi nhắn cho anh em đã có thông tin. Huấn luyện viên Philippe Thuzier luôn. Huấn luyện viên tôi đã cập nhật từ tờ phòng báo là huấn luyện viên Sinteyong đã đi ra rồi, nhưng mà huấn luyện viên Philippe Thuzier vẫn chưa vào bên trong phòng báo. Vẫn chưa vào. Huấn luyện viên Chu Duyê đang bị muộn giờ họp báo các bạn nhé. Thông tin tôi mới nhận được từ
từ từ anh em hiện trường là huấn luyện viên Philippe Thuzier đang nhiều khả năng trốn trốn không họp báo. ông này tôi đã được độ rồi, tôi không họp báo đây, phạt đấy. Cay chưa? Cái thẻ cay, tôi cay dã man luôn. Để chia sẻ quan điểm với anh em là tôi rất cay. Ông không họp vào báo bây giờ làm gì được ông nhỉ? Chỉ có thể phạt thôi, phạt là phạt đây, lại không phải phạt ông ấy cơ, khả năng phạt liên đoàn đấy chứ. Ê, mới đau chứ. Ê, mới cay đời chứ. Để tôi đọc quy định xem là huấn luyện viên không vào họp báo thì sao? Nếu huấn luyện viên không vào họp báo thì bị phạt các bạn ạ. Câu lạc bộ sẽ bị phạt hoặc đội tuyển sẽ bị phạt. Cay chưa? Đấy, tức là nếu như mà huấn luyện viên Philippe Thuzier mà không vào báo nhá là bị phạt, là chịu phạt luôn. Bởi vì đây là một trận đấu được tổ chức bởi gọi là AFC, một trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup FIFA các bạn nhá. Một liên đoàn hàng đầu thế giới như này mà. Xin chào bạn Salamong Zara đã tài trợ 20.000. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Động lực của tôi chính là để livestream chờ đợi đến lúc này chính là cái sự ủng hộ của các bạn thôi, chứ còn nói thật với các bạn tầm này chỉ có gào lên trời là hận ông Chu Dê thôi. Và 40.000 người nhá, tôi xin nhắc lại quan điểm của tôi này. Một là nếu như ngày mai anh em là có người nhà hoặc anh em đang bán ăn sáng ở khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đừng ai bán cho ông này bữa ăn sáng nào cả, kể cả cà phê hay kể cả ăn trưa kể cả ăn tối nhá. Ai thấy ông này là cho tàu lượn luôn, để ông ấy tự đi các bạn ạ, để ông ấy phải rời khỏi Việt Nam, ông ấy gọi là phải từ chức. Từ chức thì chúng ta sẽ đỡ mất 40 tỷ các bạn ạ, chứ bố này mà không từ chức mà anh em mà là đi sa thải nhá là anh em mình mất tiền đấy. Cho nên là thôi, anh em cố gắng làm sao mà để cho người ta từ chức đi. Bây giờ nói thật với các bạn tầm này chỉ từ chức mới cả. Từ trước thì chưa chắc đã xả giận được người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng những người khác người ta đến người ta còn có cơ thời gian để người ta gọi là làm lại, chứ bây giờ đến tận tháng 6 chẳng hạn mới bắt đầu thất bại, mới bắt đầu gọi là chia tay nhau thì nó lâu quá. Tôi nghĩ là nên nên tạm biệt nhau luôn đi cho nó nóng máy. Ê. Tôi xin đọc cái chia sẻ của tiền đạo Ragnar Oramagwen nhá. Tôi rất vui với chiến thắng ngày hôm nay. Toàn đội đã trao đổi với nhau rất nhiều, kết nối với nhau rất nhiều. Trận đấu hôm nay là bước tiến cho chúng tôi, nhưng toàn đội vẫn cần thúc đẩy nhau hơn nữa để tiến lên phía trước. Các cầu thủ dù bất cứ đâu trên thế giới chỉ cần mang dòng máu Indonesia là có thể chơi cho đội tuyển Indonesia. Huấn luyện viên Chile Young cũng dành lời khen cho tân binh Tom Hay. Trước trận này, Ivar Jenner đã bị ốm và Tom Hay phải đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm thay thế. Tôi đánh giá cậu ấy đã chơi rất tốt. Chưa? Thấy chưa? Người ta phát biểu cay chưa? Bây giờ vẫn chưa thấy huấn luyện viên Chu Dê đâu. Thế có khi nào ông bỏ bỏ báo thật không nhỉ? Bỏ báo anh em khả năng đi ra đấy vụt cho trận luôn nhưng thì cái thế bây giờ không ai, bây giờ ở Việt Nam mình mà ai có ai ủng hộ ông Chu Dê được thì đúng là tài thật đấy. Rồi anh em bình tĩnh, tôi sẽ chờ đợi thêm chia sẻ của các phóng viên tại hiện trường. Hiện tại ông Chu Dê cũng vẫn đang trốn, ông chưa vào sân, anh em cần phải chờ đợi để tôi đọc rất nhiều bình luận ở trên mạng xã hội rồi. Vẫn không hiểu kiểu gì. Một người đá hay như Quang Hải không được vào sân. Tồi tệ quá. Xin chào Salamong ra. Xem anh em comment gì rồi nào.
Em thấy vào báo nãy giờ rồi rồi đó anh. Không, bước vào phòng họp báo cơ, chứ còn ông ấy đi vào đường hầm thì không nói làm gì. Bây giờ cứ bình tĩnh để cho ông ấy vào phòng họp báo, sau đấy thì chúng ta sẽ xem là ông ấy trả lời cái gì. Ức chế nha anh em nhỉ. Thôi không ba. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đá với cả Lào, cả Campuchia chưa chắc ăn được cơ. Bây giờ gặp Lào Campuchia đá của này khéo người ta cũng ăn mình chứ. Họ báo rồi à? Ok nhá. Chuẩn bị đọc này. Để xem ông này ông còn còn lạc quan không? Để xem ông này ông còn bảo tôi rất lạc quan không? Ông này mà còn nói là tôi vẫn còn cơ hội ở hai trận đấu tiếp theo tháng 6 thì tôi là tôi lạy các bạn luôn đấy. Tôi lạy ông ấy luôn đấy. Ông vào họp báo rồi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta vẫn đang phải chờ đợi xem là thông tin từ buổi họp báo sẽ có những cái câu hỏi đầu tiên thôi. Tôi đang chờ đợi đây. Rất nóng ruột xem là ông này ông nói cái khỉ gì trong cái phòng họp báo này. Ông này nếu mà thực sự là người Pháp và người ta gọi là lịch thiệp thì nên từ chức. Thật với các bạn là như thế. Cái văn hóa từ chức của châu Âu tôi nghĩ rằng nó cũng cao ấy chứ. Nên từ chức đi. Chứ 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 cứ ở đây xong đầu ấy các thứ nó mất hay. Thật là tồi tệ cho những ai phải xem trận đấu này. Và tôi có một cái băn khoăn là không biết là hai cái anh chàng cảnh sát mà cảnh sát giao thông ấy mà được ông này ông ấy tặng cho một cặp vé. Đúng không? Các bạn nhớ không? Anh cảnh sát giao thông mà hay dẫn đội tuyển đi ấy thì không biết là hai người này có hay phải là hai người hiếm hoi ủng hộ không nhỉ các bạn nhỉ? Không biết là có phải là hai người hiếm hoi ủng hộ ông Chu Dê này không? Hay là cũng là người gọi là muốn ông này té luôn, té khẩn trương luôn đúng không? Đấy là những cái người mà được ông chú dê ông ấy tặng vé đấy các bạn nhá. Nào các bạn ơi, chuẩn bị có trả lời của ông chú dê rồi. Ông đang bắt đầu nói và đang bắt đầu phiên dịch rồi. Tôi nghĩ rằng ông này thì phong cách của bố này là chuyên môn nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều các bạn ạ. Ông này chắc chắn là sẽ phải nói và tâm sự rất nhiều các kiểu con đà điểu luôn. Ông vừa trả lời không từ chức à? Đâu bình tĩnh để anh em xem thế nào. Đấy tôi đang chờ anh em phóng viên hiện trường cập nhật nhé. Các bạn cứ bình tĩnh từ từ. Đang bây giờ thường thường phóng viên vào xong đầu là hỏi, xong đầu là dịch, xong đầu là trả lời, xong lại dịch. Đấy, để xem có từ chức không. Cày, nói chung cày các bạn. Tôi thật với bạn luôn. Thực ra tôi nghĩ rằng là nếu như mà bảo là bóng đá Việt Nam đang bị suy thoái trào các thứ, không đúng, không đúng. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn đủ đầy đủ con người để chơi hay đấy, nhưng mà cái cách dẫn dắt nó chán thôi. Chứ không, tôi không đồng tình với quan điểm ai bảo là bóng đá Việt Nam của chúng ta đi xuống. Bình tĩnh anh em, bình tĩnh, tôi đang cố gắng chờ đây, anh em cùng chờ với tôi. Đây rồi, huấn luyện viên Philippe bắt đầu trả lời phỏng vấn rồi, cập nhật từ anh em hiện trường. Các bạn cứ từ từ, tôi đọc cho các bạn xem ông này ông nói gì. Bây giờ căng thẳng này, tôi đọc luôn. Các bạn bình tĩnh. Anh em check lại xem mà có âm thanh có vấn đề gì không. Thấy có bạn bảo là kiểm tra lại vấn đề âm thanh, tôi thấy nói to lắm mà. Rồi sắp có phần trả lời họp báo rồi. Mà ông này các bạn biết lương ông này là hơn khoảng 1,5 tỷ đấy. Lương 1,5 tỷ/tháng. Tức là ví dụ làm được khoảng tầm 3 tháng, 2 tháng, 3 tháng là ông này có thể mua được cái chung cư rồi. Đấy. Tức là lương quá cao luôn.
lương như này mà không làm tốt thì tôi nghĩ là đúng là lên từ chức chứ làm gì nữa. Bây giờ ông này trả cho 100 triệu một tháng tôi thấy cũng nhiều ấy. Anh em chúng ta làm 100 triệu một tháng thì tôi nghĩ là làm cật lực luôn, làm hoàn thành tốt công việc luôn, đúng không? Thậm chí gọi là làm bợt mặt, không làm không được xấu hổ ấy. Tôi mà được trả tầm 100 triệu một tháng mà tôi làm không được tôi thấy xấu hổ luôn các bạn. Ông này trả được đến tỷ gần 2 tỷ mà lại không từ mà lại không làm tốt mà lại không thấy xấu hổ nữa, tôi cũng không hiểu luôn. Bó tay. Lương cao như thế mà không làm tốt thì rồi bình tĩnh, tôi đang sắp có họp báo đây rồi anh em. Các bạn phải bình tĩnh, là tôi đang chắc chắn là tôi sẽ gửi đến các bạn trong thông tin họp báo đây rồi. Cái cơ bản là bây giờ chúng ta cần phải ông ấy nói xong, xong rồi dịch nữa. Có nhiều chi tiết lắm, tôi đang còn chờ những cả video để tôi cung cấp cho các bạn video luôn cơ. Cứ bình tĩnh, anh em ekip chúng tôi đang ở trong phòng họp báo đây rồi. Cứ bình tĩnh các bạn nhá. Cay thật. Tôi có một cái suy nghĩ là lần sau lên tuyển là không không anh em cầu thủ không lên nữa. Không 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 lên. Nếu như huấn luyện viên làm thì ông thì không lên nữa. Lên làm gì, lên lại ông ấy xếp sai vị trí xong đầu ông ấy bắt chơi theo kiểu chuyền 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 của ông ấy chán lắm. Chuyền sân nhà thôi. Chuyền sân khách có chuyền ở đâu. Chung là không lên không 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 lên tuyển nữa. Vì cái bố làm ăn chán này thì không nên đi lên trên tuyển. Dừng. Đây rồi. Tôi đọc cho các bạn luôn. Huấn luyện viên Philippe Thuyết trả lời câu hỏi về khả năng từ chức. Đây là một câu hỏi thiếu tôn trọng. Đây không phải là lúc để nói về chuyện này, mà phải nhìn vào màn trình diễn các cầu thủ. Chuyện tương lai của tôi sẽ nói ở thời điểm khác. Ngày mai tôi sẽ có sự trao đổi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nói về trận đấu này. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của đội bóng. Về mặt chuyên môn, tôi đánh giá rằng đội tuyển Việt Nam đã tạo ra hơn 10 tình huống dứt điểm nguy hiểm. Tiếc rằng chúng tôi thiếu sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Tôi nghĩ rằng nó không đến từ sự thiếu may mắn hay ngẫu nhiên. Tôi đánh giá cao tinh thần, ý chí và sự tuân thủ đấu pháp từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng của các cầu thủ. Với thế trận ngày hôm nay, nếu đội tuyển Việt Nam ghi một bàn thắng ở bất cứ thời điểm nào thì thế trận sẽ khác. Tôi xin dành cho ông huấn luyện viên Philippe Thuzier thêm một lạy nữa. Tôi thề với các bạn luôn, các bạn thấy không? Đọc xong cái này nó không nuốt được. Bởi các bạn biết tại sao? Đây là lúc mà ông này cần xin lỗi. Ok, chưa từ chức. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái điều đấy nó không, ông này khó làm lắm. Bố này bố bảo thủ và bố gọi là, nói chung là bố ấy gọi là văn hóa từ chức không có, thì tôi cũng không kỳ vọng lắm. Nhưng cái sự xin lỗi và cái sự nhận lỗi về cá nhân của ông này là không có. Ông này đang cố cố gắng để nói cho mọi người hiểu là cái thế trận lối chơi là rất tốt, nhưng mà cái lỗi là ở các cầu thủ không ghi được bàn thắng. Tức là bố này bố muốn đổ lỗi cho cầu thủ các bạn ạ. Ông này là muốn đang muốn đổ lỗi cho cầu thủ. Thật sự các bạn luôn, đây tôi đọc các bạn. Huấn luyện viên Philippe Thuzier họ trả lời câu hỏi về khả năng từ chức. Đây là một câu hỏi thiếu tôn trọng. Tôi hỏi ông thiếu tôn trọng ở cái điểm gì? Ở cái điểm gì? Khi mà ông đang là người không tôn trọng chúng tôi thì đúng hơn. Bởi vì bản thân ông đang là người đứng đầu đội tuyển Việt Nam dẫn dắt các cầu thủ thua đến như thế này rồi. Ông không dành một lời xin lỗi cho bất cứ một ai cả. Đây là sự thiếu tôn trọng cho mọi người, chứ không phải là bọn tôi thiếu tôn trọng ông. Chúng tôi chỉ là người phóng viên, chúng tôi là đưa ra câu hỏi thôi. Đấy là một điều hết sức bình thường ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới. Khi mà các huấn luyện viên làm không tốt nhiệm vụ của mình thì người ta sẽ đặt ra một câu hỏi là đến bao giờ thì ông từ chức. Bởi vì đây có thể coi là một sự thất bại toàn tập của vòng loại này rồi. Chúng ta không thể nói về chuyện đi tiếp được. Khi mà ông đá mỗi cái một màn trình diễn như này thì hy vọng nào ở trận đấu gặp Iraq, chúng ta không còn quyền tự quyết các bạn ạ. Chúng ta đã thua 4 điểm so với Indonesia, đúng không? Trong khi đấy Iraq người ta có 12 điểm rồi. Bây giờ nếu chúng ta muốn đi tiếp là phải chờ thằng Indo thua 2 trận và chúng ta phải thắng cả 2 trận. Chúng ta không còn quyền tự quyết và ông mới là người không tôn trọng chính bản thân mình. Đây không phải là lúc nói về chuyện này mà phải nhìn vào màn trình diễn các cầu thủ. Tôi không hiểu ông, theo ông đâu là lúc phù hợp để nói về chuyện này vậy? Ngay sau trận đấu, ngay sau màn trình diễn tủi hổ, ông phải biết được là ông kém ở đâu chứ. Ông phải biết được là ông đang làm vấn đề chứ. Ông này ông nói như này tức là ông ấy không nhận là ông ấy sai. Ông ấy chỉ nói vấn đề là đây là do cái sự thiếu, gọi là
không không ghi bàn được các cầu thủ. Ông ấy đổ lỗi cho cầu thủ các bạn ạ. Trước cái trận đấu này trong buổi họp báo official, ông ấy đã đổ lỗi cho cầu thủ rồi. Ông bảo là các cầu thủ phải tự nhận trách nhiệm, tức là ông đã đổ lỗi cho cầu thủ rồi. Và sau trận đấu cũng là những chia sẻ mang tính chất đổ lỗi cho cầu thủ. Đây, tôi đọc lại nhá. Để nói về trận đấu ngày hôm nay, tôi đánh giá cao nỗ lực của đội bóng. Lại nói về nỗ lực, tôi thật với các bạn, không có một đội bóng nào không nỗ lực khi thua cả. Chán thật đấy. Về mặt chuyên môn, tôi đánh giá rằng đội tuyển Việt Nam đã tạo ra hơn 10 tình huống dứt điểm nguy hiểm. Tiếc rằng chúng tôi thiếu sự chính xác ở những pha xử lý, tức là ông đang đổ lỗi cho con tiền đạo. Khổ quá cái bố chu Dê này. Bố ấy kém thật sự luôn ấy. Tôi nghĩ rằng nó không đến từ sự thiếu may mắn hay ngẫu nhiên. Lại, tôi đánh giá cao tinh thần, ý chí và sự tuân thủ đấu pháp từ những phút đầu tiên đến những phút cuối cùng các cầu thủ. Thôi nhá, lần sau anh, tôi thật với cả anh em nhé, các em đừng tuân thủ đấu pháp của bố này nữa. Đấu pháp nó thật chán vãi ra, chán vãi chưởng luôn. Với thế trận này hôm nay, nếu đội tuyển Việt Nam ghi một bàn thắng ở bất cứ thời điểm nào thì thế trận khác là nói như ông nhá. Nếu như mà thế trận ngày hôm nay đội tuyển ghi 4 bàn thì thế trận khác luôn. Nói như ông thì nói làm cái gì? Thề. Chán, chán không? Anh em thấy chán không? Lại hồn luôn đấy. Tiếp tục nghe xem nào. Tiếp tục tôi anh em tiếp tục nghe xem bố này bố nói gì nào. Em cay không? Anh em thấy cay không? Cay thế chứ. Mà tối nay tôi nghĩ là anh em yêu bóng đá Việt Nam không ngủ nổi, khéo ông Chu Dê sẽ ông ngủ ngon đấy, ông vừa được tiền, ông lại còn làm cho bóng đá Việt Nam đi xuống. Cay thật sự luôn. Uất ức vãi. Cho anh em tí tôi đọc tiếp cái phần chia sẻ. Đây. Tiếp tục rồi. Huấn luyện viên Philippe Chu nói về đội tuyển Việt Nam gần như đi nói về đội tuyển Việt Nam gần như hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup. Ông nói như sau: để nói về hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn còn 2 trận đấu nữa và có thể giành tối đa 6 điểm trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra nên đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng đi tiếp. À, trời ơi cay thế. Bố này bố chặt bố cay không chịu được. Bạn thấy cay không? Cay. Cay vãi chưởng luôn. Tức là bố này bố không từ chức đâu. Đây này, để nói về hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn còn 2 trận nữa và có thể giành tối đa 6 điểm. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra nên đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng đi tiếp. Tôi phải thở từ từ các bạn ạ. Tôi cay quá. Tôi phải hít thở. Cay thế nhỉ? Cay thật sự luôn. Tiếp tục một câu hỏi, một câu trả lời nữa. Huấn luyện viên Philippe Thuzier nói về giải thích lý do không sử dụng Quang Hải. Với vai trò huấn luyện viên thì việc sử dụng ai và với đấu pháp thế nào là quyết định của tôi. Hiện tại tôi đang có trong tay 25 cầu thủ. Tùy theo đối thủ, chúng tôi sẽ có đấu pháp và sử dụng nhân sự phù hợp. Hết. 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 Thế bạn luôn. Đúng 3 câu. Đúng 3 câu. Thực ra phân tích thì tôi nói thật với các bạn là nó bị thối quá. Ông Chu Duy này là ông bị thối. Nó bị nát ấy. Bố này bị vấn đề về đầu óc, vấn đề về tư duy, bị nát, bị thối. Tôi nghĩ là té 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 luôn vào ngay. Next, đi luôn. Như này thì chết đấy bạn ạ, như này thì chết, như này thì giờ hơi bơi ngửa luôn. Ông này bán độ chắc rồi, ông này chắc chắn bán độ rồi. Các bạn thấy có chấp nhận được không? Các bạn thấy có chấp nhận được không? Không thể chịu nổi các bạn ạ, không thể tưởng tượng được luôn ấy. Một cái người nói cái câu thế, các bạn tiêu hóa được không, các bạn tiêu hóa được không? Để nói về hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn còn 2 trận đấu nữa, có thể giành tối đa 6 điểm, trong đó trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra nên đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng đi tiếp. Oh my god luôn. Không xin lỗi và cũng không nhận lỗi là không sử dụng Quang Hải. Không tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được các bạn ạ. À.
mình bị uất. Thôi, tôi xin phép anh em là tôi phải giữ bình tĩnh một chút, vì bây giờ tôi mới nói tôi chửi mất, tôi chửi căng luôn. Bởi vì bây giờ tôi phải bình tĩnh lại. Bởi vì thực ra chúng ta đến thời điểm này là chúng ta biết được là lão này là lão huấn luyện viên như thế nào rồi, bài ngửa hết nhau rồi, nên là không cần, tôi nghĩ rằng là anh em đã hiểu. Và tôi cũng đề nghị trước khi khép lại livestream, tôi đề nghị ai những ai bán hàng quán ở khu vực gần ông ấy ở, đừng bán ăn sáng, đừng bán cà phê, đừng bán ăn trưa, đừng bán ăn tối cho ông ấy, đừng tiếp ông ấy bất cứ một cái lĩnh vực gì cả, không xứng đáng. Ông ấy chơi chẽn quá, chơi chẽn các bạn. Ông ấy đứng đầu bóng đá đội tuyển Việt Nam mà ông ấy phát ngôn và ông ấy hành xử như này, ông chơi chẽn quá, không nuốt được, chơi chẽn, rất chơi chẽn. Đừng phục vụ ông ấy nha các bạn nhé, 1,5 tỷ một tháng, 1,8 tỷ một tháng, không xứng đáng, không xứng đáng. Xin được phép khép lại livestream ở đây và chúc các bạn cố gắng để mà ngủ ngon. Chứ tôi thật với bạn, tôi hôm nay tôi rất khó ngủ luôn. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe kênh Tết Trần TV. Tôi sẽ còn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.